Ngày em thì ngày xưa thì dùng tính không hiện lành, chất khoác. Kỷ niệm nó cũng ít, nên là... Bây giờ hiện tại em đang làm ở Kinh Tế Trung có việc Đào Gai. Thì gọi là em với Sơn thì cũng cách nhau cũng gần thôi, nhưng mà 4 năm nay là hôm nay cũng gặp nhau. Có cả đó là quá. Ngày xưa là hôm nay tổ chức học lớp thì mình gặp nhau nhiều, từ lên Đào Gai thì xuống được 2 lần tổ chức. Từ cái ngày mà các bạn đến giờ mình đi hốt xa ba là một lần các bạn nhiều đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.